Hoan hỉ đón chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, vận mệnh của mỗi chúng ta đôi khi do chính chúng ta tạo nên. Do chưa có đủ kiến thức lãnh hội nên đôi khi chúng ta hay đổ lỗi cho số phận, cho ông trời để rồi lại tự chuốc lấy phiền muộn vào người. Quý vị thân mến, năm 2022 là một năm không mấy tốt đẹp đối với những người tuổi Kỷ Dậu. Vậy trong năm 2023 có được thay đổi theo chiều hướng tích cực hay là không? Hãy cùng với chúng tôi xem tử vi cho tuổi 1969 Kỷ Dậu trong năm 2023 Quý Mão để có thể biết rõ hơn về điều này. Phần luận vận mệnh tử vi cho tuổi Kỷ Dậu năm 2023 sẽ giúp quý vị nắm bắt được vận hạn tốt xấu, những điều khó khăn và thuận lợi của mình. Xem tử vi cho Kỷ Dậu trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp bạn biết được những sự kiện quan trọng về công danh, sự nghiệp cũng như tình duyên, gia đạo trong năm 2023 có những thay đổi gì, từ đó có thể chủ động hơn trong những quyết định làm ăn, các mối quan hệ xã hội. Khi nắm rõ được vận mệnh của mình trong năm 2023 Quý Mão, quý vị sẽ biết được hướng đi cho mình như thế nào là đúng đắn để thâu thu, may mắn và tài lộc. Trong phần luận giải tử vi năm 2023 Quý Mão cho người tuổi Kỷ Dậu, thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt cũng sẽ đưa ra những phương pháp hóa giải về lá số tử vi cho quý vị tuổi Kỷ Dậu. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi bài luận giải về tử vi cho tuổi Kỷ Dậu ngay sau đây. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Kỷ Dậu sinh năm 1969 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 năm Mạ trong năm 2023. Vận trình năm 2023 của Kỷ Dậu sinh năm 1969 không có gì nổi bật, sự nghiệp khó bề cất cánh do tiểu nhân ngáng trở, không phát huy được hết năng lực của mình, thành tích làm việc giảm sút rõ rệt. Bản mệnh dễ nảy sinh bất đồng với cấp trên, thu nhập ít ỏi mà các việc phải chi tiêu lại nhiều, tài chính thì chịu tổn thất nghiêm trọng. Người làm kinh doanh năm Quý Mão này không nên mở rộng đầu tư kinh doanh sang các lĩnh vực mới, nên lợi dụng các mối quan hệ xã hội để kết giao với quý nhân. Thời gian rảnh nên tìm đọc hoặc là đăng ký học thêm các lớp bồi dưỡng kiến thức liên quan, nâng cao khả năng chuyên môn cho mình. Hãy giữ thái độ khiêm tốn cầu thị, lắng nghe ý kiến của người khác, đừng tự vỗ ngực cho mình là giỏi. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Kỷ Dậu sinh năm 1969 năm mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao La Hầu, vận hạn tam kheo, hạn tam tai, năm 2023 năm mạng không phạm tam tai, hạn hoàng ốc không phạm hoàng ốc, kim lâu không rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Dậu gặp Mão phạm cục diện tương xung hay nói cách khác là xung khắc với thái tuế, báo hiệu gia đạo bất ổn, xảy ra những sự vụ nghiêm trọng khiến bản mệnh phải đứng ra lo liệu, gây hao tổn về tâm trí. Xét vào mối quan hệ thiên can kỷ âm thổ gặp quý âm thủy gọi là thất sát. Trong năm nay, các gia chủ Kỷ Dậu nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện thì nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp và yên bình. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Kỷ Dậu sinh năm 1969 cần chú ý tháng Ất Mão, tháng 2 âm lịch, từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 21 tháng 3 dương lịch và tháng 2 âm lịch nhuận, từ ngày 22 tháng 3 đến 19 tháng 4 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Kỷ Dậu. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Kỷ Dậu sinh năm 1969 nam mạng. Trong năm 2023, gia chủ nam mạng Kỷ Dậu sinh năm 1969 gặp sao La Hầu chiếu mệnh. Đây là một hung tinh thuộc vào hành kim, đây chính là sao hạn mang đến những điều không may, bất kể đó là nam hay nữ thì cũng đều phải cẩn thận. Người bị sao La Hầu chiếu mạng thì rất dễ bị hao tán về tiền bạc, đa sầu đa cảm hay bệnh tật và khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sau này rất chủ mồm miệng, dễ gặp phải các chuyện thị phi liên quan đến công quyền và tranh chấp, hoặc sẽ có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có.
Ngoài ra thì người gặp sau này cũng cần phải chú ý các bệnh về máu huyết và tai mắt. Những người mệnh hỏa và mệnh kim khi gặp sau này sẽ nguy hiểm hơn. Đàn ông khi gặp sau này chiếu mệnh mà người vợ có thai thì trong năm đó sẽ được hên may, làm ăn sẽ được phát đạt. Bên cạnh đó thì người khi được vợ sinh sản cũng sẽ gặp bình an. Hóa giải, dâng sau giải hạn hàng tháng vào lúc 21 đến 23 giờ ngày mùng 8 âm lịch, lập bàn thờ để dâng sao giải hạn. Vì đây là thời điểm sao La Hầu đăng viên chiếu sáng nhất. Hãy lập bàn thờ cúng quay về hướng Bắc với 9 ngọn nến xếp theo hình bên dưới. Bài vị màu vàng có ghi dòng chữ Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân cùng với các lễ vật thần thiết như là cần thiết như là trầu cau, đinh tiền vàng, hương hoa và nước để chuẩn bị cho lễ cúng. Hoặc có thể sử dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Vì sao La Hầu là sao xấu nên áp dụng nguyên tắc sao xấu thuộc ngũ hành nào tiết sản đi. Sau đó đối với sao La Hầu ngũ hành là kim cần phải dùng thủy tiết để hóa giải. Đó là đeo những đồ trang sức đá quý màu đen như đá núi lửa, thạch anh đen, thạch anh tóc đen nhằm tiêu trừ vận hạn xấu không may mắn xảy ra cho gia chủ khi bị sao La Hầu chiếu mạng. Gia chủ Kỷ Dậu sinh năm 1969, nam mạng năm nay gặp hạn Tam Kheo. Nhắc đến niên hạn Tam Kheo chiếu mệnh này, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau: Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, Tam Kheo đau mắt đề phòng tay chân. Có nghĩa Tam Kheo là hạn xấu, chủ về sức khỏe, chú ý đến các chấn thương ở tay chân. Người nào gặp hạn này không nặng thì nhẹ, tai ương kéo đến bất ngờ. Bất kể là ai gặp hạn này đều mắc bệnh xương khớp tay chân. Nhẹ thì đau nhức mệt mỏi, nặng thì đa chấn thương, gãy xương. Tham gia lưu thông dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm đến chết người. Trong cuộc sống thì chịu cảnh tai tiếng, thị phi, tình cảm trong các mối quan hệ dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi, bị người xung quanh lên án, phê bình, châm biếm và coi thường. Đặc biệt là người gặp hạn này chịu phiền lực về tâm lý, bất an và lo lắng. Mỗi niên hạn gặp phải sẽ có các cách hóa giải khác nhau. Hóa giải ở đây không có nghĩa là ngăn cản điều xấu không xảy ra. Hóa giải chỉ nhằm giảm bớt tai ương, xui xẻo có thể xảy ra ở tương lai. Về sức khỏe thì cần tránh việc đi lại để giảm thiểu các tai nạn bất ngờ. Trong cuộc sống, gia chủ nên nhẫn nhịn trong mọi tình huống, tìm cách giải quyết an toàn và thích hợp. Cần chú ý lời ăn tiếng nói, tránh những thị phi không mong muốn. Luận tử vi Kỷ Dậu sinh năm 1969 năm mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, gia chủ Kỷ Dậu năm mạng sinh năm 1969, tháng đầu năm này gia đạo bất hòa. Tháng 2, đây là tháng gia chủ có sự di chuyển, đi lại nhiều, ngoài ra cũng cần cẩn thận các thương tổn. Tới chân tay. Tháng 3, tiền bạc người tuổi Kỷ Dậu nam mạng trong tháng này có sự tiêu pha nhiều, sức khỏe kém thì nên chú ý. Tháng 4, tháng này công việc làm ăn của những thành viên trong gia đạo của gia chủ có sự mở mang nhiều, tuy nhiên đây cũng là tháng sức khỏe của gia chủ cần chú ý. Tháng 5, trong gia đạo bất hòa, mâu thuẫn quan điểm. Tháng 6, đây là tháng sức khỏe của gia chủ không được tốt, ngoài ra trong nhà có chuyện buồn phiền đưa tới. Tháng 7, trong tháng này công việc làm ăn, buôn bán, kinh doanh của các thành viên trong gia đạo của người tuổi Kỷ Dậu nam mạng không được tốt. Tháng 8, nhờ được quý nhân giúp đỡ nên công việc gì cũng có thể gặp hung hiểm nhưng sau cũng được cắt lành hay thông. Tháng 9, gia chủ đón nhiều tin vui trong tháng này, tuy nhiên sức khỏe của gia chủ trong tháng này chú ý đến đường tiêu hóa không được tốt. Tháng 10, công việc kinh doanh, làm ăn của những thành viên trong gia đạo không được tốt. Tháng 11, đây là tháng mọi việc của gia chủ dự tính, kết quả, mưu sự đều đạt được kết quả như mong muốn, trong gia đạo đón nhiều niềm vui mới. Tháng 12, tháng cuối năm gia chủ Kỷ Dậu nam mạng có sự sửa sang, mua sắm lại đồ dùng trong nhà hoặc mộ phần của tổ tiên. Tổng kết tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 nam mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, gia chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm nay xung thái tuế, sự nghiệp gặp nhiều cản trở, thậm chí là tụt dốc. Làm việc có nhiều sóng gió, cần bình tĩnh quan sát, chờ đợi cơ hội, không thể hành sự lỗ mãng. Trong công việc không có được sự ủng hộ, dễ dàng đắc tội với cấp trên hay là mất những khách hàng tiềm năng, mọi thứ đều bị cản trở. Nếu có thể thì hãy lùi về phía sau và bàn giao công việc cho những người có năng lực giải quyết nó. Như vậy có thể níu giữ chân khách hàng, tránh được khủng hoảng hiệu suất. Lời khuyên dành cho bạn là trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào về làm ăn cũng phải tính toán kỹ càng, cẩn thận để giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất. Về tài chính, vì xung thái tuế nên tuổi Kỷ Dậu năm nay tài vận nhiễu loạn, con đường phát triển kinh doanh đang trì trệ, có hiện tượng hao tài. Năm nay tài vận rất khó được như ý, kiến nghị nên đặt trọng tâm vào con người, đợi đến lúc vận thế tăng lên rồi mới tính đến bước tiếp theo. Nếu bạn đủ may mắn để kiếm được tiền, đừng tham lam. Nếu bạn giỏi, bạn sẽ nhận được nó. Nếu có hành động tốt, sẽ có thể ổn định nguồn tài chính của mình.
Trong năm này, nếu có ý định xuất tiền bạc đầu tư thì phải cần cẩn trọng, cần có kế hoạch tính toán tỉ mỉ, nếu không rất dễ thua lỗ, không thu hồi được vốn. Về sức khỏe của năm Mạng Kỷ Dậu cũng cần được quan tâm nhiều hơn trong năm 2023. Do đã có tuổi nên bản mệnh cũng phải chú ý các bệnh tuổi già. Trong năm nay còn dễ có hiểm họa, ngầm rình rập, bệnh tật ập đến bất cứ lúc nào, đi lại cũng phải cẩn thận, kẻo va vấp tai nạn dẫn đến tật thương, hao tài tốn của. Bản mệnh nên đi thăm khám sức khỏe định kỳ để có những chẩn đoán, phương hướng chăm sóc sức khỏe phù hợp và kịp thời. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để hỗ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ Kỷ Dậu sinh năm 1969 Nam Mạng. Về tình cảm gia đạo, gia chủ Kỷ Dậu sinh năm 1969 và năm Quý Mão lưu niên, tình yêu hôn nhân vận thế gặp xung thái tuế, chịu ảnh hưởng, vận may dễ ha dao động. Người đã kết hôn chịu xung thái tuế, cuộc sống không tốt, trong năm tính khí có phần nóng nảy, khó tránh khỏi việc cãi nhau, còn có nguy cơ rạn nứt tình cảm gia đình cao. Kiến nghị các cặp đôi nên gia tăng sự quan tâm với nửa kia của mình, lúc cần thiết có thể cùng nhau đi du lịch, chia sẻ nhiều hơn để thấu hiểu nhau, giúp đặt nền móng vững chắc cho mái ấm của gia đình mình. Bất kể bạn đã kết hôn hay chưa, nên duy trì tình cảm hiện tại, trung thực, bao dung, chia sẻ kịp thời, ân cần đi cùng nửa kia và hy vọng rằng tình yêu sẽ ngọt ngào và hạnh phúc. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Kỷ Dậu sinh năm 1969 Nam Mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi của tuổi Kỷ Dậu trong năm 2023 Quý Mão. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Kỷ Dậu, qua đó quý vị cũng đã phần nào yên tâm vững bước trong năm 2023, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp được nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.